Xin chào quý vị khán giả Phố Bô Sa TV. Hiện tại tôi đang có mặt ở khu Landmark 81. Thì hôm nay là ngày phở Việt Nam ngày 12 tháng 12 và xin phép được chia sẻ một vài hình ảnh về ngày phở 12 tháng 12 đến quý vị khán giả. Đây là cái khu vực mà cổng chính để vào tham quan ngày của phở 12 tháng 12. Hiện tại bây giờ là gần 12 giờ trưa thì lượng khách đến đây tham quan cũng rất là đông. Đây là cái chương trình do báo Tuổi Trẻ tổ chức phối hợp với lại Sở Du lịch Hồ Chí Minh, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, các nhà tài trợ. Thì ở đến đây thì phải mua một cái vé thì là 10.000 đồng để mà có cái phiếu dùng phở. Sau khi mà qua cổng shop vé thì mỗi khách sẽ nhận được một cái phần quà. Đây là các gia vị mà để mà nấu phở. Mình tên là Trần Minh Khuê, mình đến từ phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Mình là chủ của cái thương hiệu phở Bùi Gia tại số 56 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Thì hôm nay thì là mình tham gia cuộc thi Người Nấu Phở Ngon năm 2021 do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Thì mình đến đây với cái tinh thần là học hỏi giao lưu và cũng muốn thể hiện cái tình yêu với phở. Mình đã, tất cả các cái thứ mình mang đến đây từ xương thịt
hay là các cái gia vị này kia là toàn là những cái sản vật mà của các cái vùng miền mà gần như là ngon nhất của đất nước chúng ta. Xương và thịt bò, thì bên cạnh đó là quế, hồi, thảo quả, xá sùng, gừng và đường phèn, muối. Đấy, cơ bản những nguyên liệu đấy. Ngoài ra thì mình cũng có thể cho thêm ví dụ như là mía nướng. Để cho nó ngọt mát. Đấy. Nếu mà mình sau khi mà mình chế biến xong rồi mà nếu mà múc lên một tô phở ấy, thì mình thái vài lát ớt và rắc ít tiêu và quan trọng cái chanh ăn phở ấy phải là, tuy quả chanh này nó xấu nhưng mà nó loại chanh rất là thơm, gọi là chanh giấy. Hình thức nó không đẹp như cái chanh kia nhưng mà nếu mà ăn với phở thì nó tuyệt vời. Chứ còn những cái chanh to kia thì là vắt vào phở là có thể nó hôi. Đấy. Cảm ơn anh nhiều. Ok, cảm ơn. Đây là những gian hàng của những cái nhà đồng hành. Quý khách hàng thân mến, ngay lúc này đây tại gian hàng phở đệ nhất ngon nhưng phở quán của chúng tôi đang diễn ra chương trình dùng thử sản phẩm phở đệ nhất. Bên cạnh đó, tham gia trò chơi và nhận được cho mình nhiều phần quà cực kỳ hấp dẫn. Quý khách hàng hãy nhanh chân đến với cửa hàng một gói đồ nhỏ đến từ phía hãng hàng. Quý khách hàng mua một phần đồ gồm 5 gói phở cộng, chúng ta cũng sẽ nhận được một gói phở cộng nữa đến từ phía hãng hàng, quý vị nhé. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Nguyên, chủ thương hiệu phở Hai Thiền. Tôi có một cái biệt danh đó là bà bán phở. Cái phở này nó có đặc biệt hơn những, đó là nó cái bánh phở nó có màu sắc từ rau củ thiên nhiên. Thí dụ như là có đây là cái màu gốc, đây là màu gốc, và cái bên kia thì nó có cái màu hoa đậu biếc, rồi có nhiều màu nữa, màu dành dành, màu củ dền, màu cải bẹ xanh. Nói chung là đâu mình nhớ đâu khoảng là 8 màu đó, xanh đỏ tím vàng đầy đủ hết, gọi là 7 sắc cầu vồng. Thì nó kiểu đơn giản thôi, chỉ là chúng ta lấy cái màu á, chúng ta cái màu từ này là từ trái gốc tươi xay ra nha. Cái này từ trái gốc tươi mình xay ra xong rồi mình trộn với cái bột thì mình phải sản xuất cái nó mình sản xuất bột khô sẵn rồi. Tại gia đình mình thì có bí quyết làm bánh phở là hơn 40 năm, cho nên là cái bột đó mình tinh chế cho nó sẵn rồi, nó đảm bảo là khi mà mình pha ra làm liền, không cần ngâm, không cần gì hết á, thì nó vẫn là dai ngon mềm mại, nó vẫn đảm bảo cái điều đó. Cái bánh phở nó vẫn đảm bảo là không hề gãy trong tô phở, dù cho mình quay mấy cỡ nào nó cũng không gãy. Đó là cái điều mà đặc biệt của sợi bánh phở của Hai Thiền. Cái bí quyết mà chị mà làm với lại bột này, với lại gấc này á, là chị đã làm bao lâu rồi? Nếu mà gia đình làm thì từ lúc mình 8 tuổi, nhưng mà bây giờ khi mà mình trở lại á, thì mình cái nghề này đã quyết định trở lại cái nghề làm bánh phở. Khi mà thấy phở trên thị trường người ta bỏ hóa chất phụ gia, trong khi gia đình mình làm là không bỏ bất cứ một hóa chất phụ gia gì, nhưng mà nó vẫn dai mềm mại, thì mình mới quyết định trở lại. Thì khoảng năm 2008 là đi đến quyết định đó. Quyết định đó thì mình lúc đó ngày mình còn nhớ ngày 8 tháng 8 năm 2008 là mình quyết định đi qua Mỹ. Mình qua Mỹ mình kiểm tra coi thị trường. Người ta nói, bạn bè mình nói là bên Mỹ người ta ăn phở tươi, phở nhiều lắm, phở khô, chưa có phở tươi. Mình đi thực tế mình xem như thế nào. Thì đi về thì mình mới quyết định là mình quay trở lại cái nghề của gia đình. Thì lúc mình quay trở lại thì mình cũng muốn là mình làm một cái gì đó nó phải có một cái sự khác biệt. Nói gì thì nói, mình vẫn là người sinh sao để muộn, mình làm sao mà để ấn tượng cái khách hàng của mình, thì mình mới là có màu sắc sợi bánh phở để cho nó tạo một cái sự khác biệt. Lúc đó là mình ra là khoảng tháng năm 2010, thì tính ra là 11 năm rồi. Là lúc đó ra chỉ có 4 màu xuân hạ thu đông thôi, nhưng mà mỗi năm mình thêm một cái màu, thì cho tới ngày hôm nay là nó có tới 8 màu. Cái bột nè mình đổ vô đây. Đây. Đổ vô đây. Thì từ cái bột này cái nó xả tan xuống đây.
Cái máy này là do chị đặt làm hay là như thế nào? Mình là người bán cái máy này luôn. À, chị làm cái máy này. Dạ, lúc mà nhiều người có hỏi là cái máy này nhập từ đâu, nhưng mà không, người Việt mình là cái người sản xuất cái máy bánh phở là số 1, không ai hơn. Tại phở là của người Việt chúng ta mà. Đó. Cái máy là chị sản xuất bao lâu rồi chị? Nếu mà nói tới hoàn hảo theo ý mình thì nó chỉ được chừng 3 năm gần đây là mình mới vừa ý thôi. Là lúc đó là cái máy mình nó cũng đạt tiêu chuẩn CE của châu Âu luôn. Cái chi phí làm cái máy này nó mắc nhiều không chị? Cái máy này á, thì nếu mà mình bán tại Việt Nam nó chưa có cái chuẩn CE, chưa có cái chuẩn GE của Mỹ. Chuẩn đó có nghĩa là mình nộp hồ sơ và mình được người ta approve thôi, chứ không phải là nó đã đạt rồi mà mình chưa làm chứng nhận. Thì cái máy thuần như vậy là 15.000 đô. Nhưng mà để mà cái làm chi phí mà để làm cái CE chứng nhận của châu Âu thì 10.000 đô. Còn mà để GE của Mỹ thì 15.000 đô nữa. Dạ. Một cái bồn như vậy là chứa được 20 lít, 20 kg. 20 kg thì mình ít hơn 20 kg chứ. Tại vì là 10 kg bột, 10 kg bột. 1 kg bột thì pha được là với 1 kg rưỡi nước. Đó, thì là 15 kg vậy tính ra 30 kg ha. Hồi đó giống anh đi, giờ anh hỏi mới biết. Được rồi, để lấy cái nước tráng vô em. Đó, tráng miếng nước đổ vô. Đây, sau khi mà chúng ta đổ bột vô á, đây. Cái bột hồi nãy làm màu trắng, nó chưa xuống hết. Đó, chúng ta xả xuống cái van này. Chúng ta xả xuống cái van này, rồi từ cái van này, nó trong cái khuôn á. Đó, cái khuôn nó chạy vô cái băng tải, nó kéo vô cái này nó hấp chín. Ở nhiệt độ bao nhiêu chị? Cái này là phải hơn 100 độ, 100 độ hơn. Mình cài là 120 độ. Đó, thì nó chạy qua đây. Nó hấp chín qua đây. Dạ. Nó hấp chín cái này xong thì nó sẽ ra tới đây là nó chín. Bánh nó ra tới đây là nó chín. Nó sẽ chạy xuống cái băng tải nó làm nguội. Rồi xong nó xếp bánh. Thông thường thì các máy nó sẽ cắt luôn. Nhưng mà do mình cũng muốn bán cái phở cuốn nữa, nó đặc biệt. Cho nên là mình để cho nó không có cắt. Rồi mình cắt là mình để một cái máy rời cắt bên đây. Lúc mà mình nghe bạn bè nó làm bên Mỹ, người ta ăn phở nhiều lắm, mà phở khô chán lắm. Cách đây hơn 10 năm. Thì sau đó là ngày 8 tháng 8 năm 2008 là mình đi Mỹ, chuyến đầu tiên. Đó. Đây, cái bánh nó chín, nó phồng lên như vậy đó. Đó, rồi nó sẽ xuống cho nên nó làm nguội đây. Nó làm nguội vô cái băng tải lưới này. Đó, khi mà mình đi mình qua thì mình thấy được là lúc đó bên Mỹ đã có cái bánh phở tươi, nhưng mà bánh phở héo thôi, chứ nó không phải tươi thật sự như thế này. Khi mà mình thấy là thị trường Mỹ cái nhu cầu về phở rất là lớn, thế là mình về mình quyết định đầu tư. Giờ là tính ra là cũng mười mấy năm rồi ha. Từ năm 2010 là mình bắt đầu ra cái quán phở. Và chị, là chị qua bên tiểu bang nào chị qua đó bao lâu? Chuyến đi đầu tiên là đi một tháng, thì đi có nhiều nơi. Rồi sau đó mình đi một tháng mình về rồi mình mới quyết định là đầu tư. Mình đầu tư thì khi mà quyết định đầu tư á, thì quyết định trở lại cái nghề phở này. Quyết định trở lại á, thì mình là người sinh sao để muộn mà. Mình muốn có một cái gì đó nó đặc biệt một xíu. Nó phải ấn tượng khi mà mình ra thị trường. Thì mình có một cái gì đó nó khác biệt. Thì mình mới làm cái bánh phở nó xuân hạ thu đông, nó đủ 4 màu. Hồi xưa thì 4 màu thôi, nhưng bây giờ thì đã được 8 màu rồi. Trong quá trình mình làm cái màu như vậy á, thì đặc biệt không những là cái màu sắc từ thiên nhiên, hoàn toàn từ rau củ quả tươi, mà nó còn là không sử dụng bất cứ hóa chất phụ gia nào. Cho dù là cái phụ gia đó có cho phép dùng trong thực phẩm á, cũng không có dùng luôn. Đó là cái điều rất là đặc biệt của bên mình. Bất cứ sản phẩm nào của Hai Thiền là đều không có sử dụng bất cứ hóa chất phụ gia nào. Mình có biệt danh là bà bán phở. Thì cái bánh phở này, cái bán phở này mình ở 14 Bùi Viện, ở ngay cái phố Tây, đầu cái phố Tây, vừa Tây vừa ta. Nên khách của mình là một nửa Tây, một nửa ta. Rồi Tây có hay đến với chị ăn và họ cảm nhận như thế nào ạ? Rất là xúc động. Khách á, thì có nhiều khách rồi nè. Người ta nhất là mình rất là xúc động. Thấy người ta đem cái vali tới, người ta ăn bữa giờ rồi, nói rằng là tao phải ăn cho bằng được trước khi tao ra sân bay. Hoặc là có người nói rằng là tao vừa có cô ở Nhật á, là vừa ở bên Nhật tới sân bay thôi, là chạy tới ăn trước rồi đã, rồi vô check in sau. Nghĩa là
phở Hải Thiền được trong cái các cuốn sách du lịch của Nhật Bản, Châu Âu, Thái Lan, rất là nhiều cuốn sách du lịch danh giá người ta đã giới thiệu cái phở Hải Thiền, và đặc biệt màu sắc như thế này người ta rất là thích. Thì mình dự định là mở cái quán phở bên Mỹ và cả bên Nhật. Bên Nhật thì mình đã thuê cái mặt bằng rồi, nhưng mà bị Covid cho nên là mình gồng 9 tháng trả tiền mặt bằng mà mình thấy tình hình nó không khả thi, cho nên mình phải cắt lỗ. Còn bên Mỹ thì mình đã đem cái máy bánh phở qua, nhưng mà lại là may mắn là chưa kịp thuê mặt bằng, cho nên là cái máy nó vẫn còn nằm đó và chờ tình hình cái Covid nó như thế nào đó thì mới giữ là cái mô hình là để cho khách vừa ăn phở vừa xem làm bánh phở như thế này. Lúc mà lựa chọn thì mình rất thích là ưu tiên cái khu mà của người Việt, rất thích cái khu Westminster. Nhưng mà cái việc mà lựa chọn mặt bằng đó mình thích là một chuyện, còn thực tế nó như thế nào nữa, tại vì mình muốn mang cái hương vị chuẩn xưa từ cái túi thơm á, cái hương liệu mà hương thơm tạo phở là mình cũng là mua từ mình cũng mang từ Việt Nam qua luôn, mình rang sẵn luôn. Như hiện tại là mình phở Hải Thiền của bà bán phở là có bán ngay tại Nam Cali đó, là cái túi thơm phở rang sẵn luôn, khách tiện dụng lắm, khách mua về khách không cần rang gì hết. Thì mình muốn giữ được cái hương vị thì phải nguyên liệu nó phải chuẩn cái đã, và muốn cái bánh nó tươi ngon không hóa chất phụ gia thì mình phải sản xuất tại chỗ như thế này, thì nó đảm bảo rằng là ngoài là không hóa chất phụ gia mà khách hàng còn có cái thú vị là được ăn phở rồi được xem làm bánh phở. Nhưng mà cái này là nó xếp bánh thôi anh, nó xếp mình cài đặt nó dày bao nhiêu thì dài bao nhiêu hay dày bao nhiêu lớp thì tự động nó chuyển vào cái lớp khác. Cái này là thông thường thì cái máy nó sẽ cắt bằng cắt luôn thành sợi, nhưng cái máy này mình tráng phở cuốn nhiều á, cái này bánh phở nước nó hơi dày nha, phở cuốn nó siêu mỏng luôn thì mình không có cắt, mình để cắt ra một cái máy bên ngoài riêng, nó hơi chậm hơn một xíu, nó hơi thủ công hơn một xíu. Chị nghĩ ra cắt như thế nào chị nói luôn á chị. Dạ cái này á thì mình cố tình xếp á cho nó làm đôi thôi, để mình cắt làm đôi là được rồi. Rồi mình lấy từng lá mình bỏ vô mình cắt thôi. Cái kích thước của cái sợi phở là mình điều chỉnh luôn hay là? Dạ không, mình phải cố định, mình phải lựa chọn nó là hai cái bánh xe, hai cái răng cưa á, nó nghiến vào nhau thôi. Còn nếu mà cái máy mà mình để cho nó cắt liền luôn á, trong cái dây chuyền á, thì nó phải đi theo cái kiểu cắt là trái khế, một trái khế nó lăn, hai cái kỹ thuật cắt hoàn toàn khác nhau. Cái này mình cắt theo cái sợi là không nam mà cũng không bắc tại vì mình cắt cái sợi bánh phở ra cho nó vừa đủ, nó đủ mềm mại để nó thấm được cái nước lèo, ăn cho nó hòa quyện giữa nước lèo và phở. Tránh cái trường hợp là cái sợi phở mà nó tránh trường hợp cái sợi phở mà ăn một đường cái nước lèo nó đi một nẻo, cho nên là sợi bánh phở nó phải dai nhưng mà phải mềm mại đó, nó mềm mại ăn nó thấm vô từng sợi phở nó mới ngon. Dạ màu gốc đây là màu gốc ha, còn cái màu hoa đầu bếp là đây, cái hoa đầu bếp mình pha nó màu xanh tím, rồi màu hoa dành màu hoa đậu bí, bốn màu thôi, nhưng mà mình làm dần lên á thì thành ra 8 màu, nào là màu 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 gạo lứt, màu mè đen, rồi màu củ dền, màu cải bẹ xanh. Đặc biệt á là rất là nhiều người không có nghĩ rằng là cái màu cải bẹ xanh, khi thấy màu xanh thì ai cũng nghĩ là màu lá dứa, tại vì chúng ta quen như vậy rồi đó. Nhưng mà thật sự là nó là từ cải bẹ xanh, bởi vì cải bẹ xanh ăn nó em muốn ăn màu tím bây giờ Diễm Hương sắc cầu vồng. Diễm Hương nói màu tím là từ màu gì đúng mới cho ăn hoa đậu biết thôi thua rồi, nhưng mà chút nữa cho nợ đi chưa có làm
Nhưng mà hai đầu biết mà đúng không? Đúng rồi, chính xác, giỏi. Giỏi. Đây là, đừng nói Diễm Hương quên màu này màu gì nha. Hoa màu gấc. Màu gấc. Màu gấc chứ phải hoa màu gấc nha. Em thuộc lòng luôn đó. Em thuộc lòng đây luôn rồi đó. Đó. Chứ nãy chị nói là ngoài cỡ cái điểm mà mở quán ở bên cạnh Cali đó. Dạ. Chị còn chọn ở bên Nhật, tại sao này chị chọn lại thị trường bên Nhật kia chị? À, người Nhật á thì người ta rất là ăn uống rất là thiên nhiên. Người ta ăn uống cực kỳ thiên nhiên luôn. Và cái màu sắc á người ta cực kỳ thích. Mình nhìn cái lượng khách của mình. Mình nhìn cái cách khách hàng Nhật người ta đối xử với mình. Người ta mê cái phở của mình. Và người ta được viết trên cuốn sách của họ. Nên mình thấy là người Nhật người ta gọi đó là cái niềm mê nó vô tận. Từ sân bay đi thẳng tới ăn. Rồi ăn mỗi ngày nếu mà có dịp là cứ ăn mỗi ngày. Đang trước khi ra sân bay về luôn. Cái cách mà họ đối xử với mình như vậy cho nên là mình lựa chọn. Còn dĩ nhiên Mỹ là cái thị trường mình không bao giờ mình lựa chọn đầu tiên rồi. Nhưng mà lựa chọn tiếp theo thì mình lại là chọn thị trường Nhật. Tại cái nơi đó là thị trường Nhật là người ta rất là khó tánh. Mình mà đáp ứng được những cái khắt khe của người Nhật á thì đó là một cái bước tiến của mình. Nó khó nhưng mà mình làm được thì thì nó mới happy, nó mới vui chứ. Em chia sẻ cho khán giả xem bây giờ chị có sợ mất cái bí quyết, mất cái công thức mất bản quyền không? Dạ không. Cũng có nhiều người bắt chước lắm mà mình rất là vui vì điều đó. Tại vì nếu mà họ bắt chước thật sự mình rất là vui. Mình mong là những người khác bắt chước cái ý tưởng này á thì cố gắng chúng ta giữ được cái rau củ thiên nhiên. Chúng ta đừng có dùng màu sắc. Khi mà chúng ta cam kết với khách hàng rằng là đây là màu thiên nhiên thì chúng ta phải là người tự xay ra cái rau củ đó. Chứ chúng ta đừng nói là tôi mua cái rau củ thiên nhiên của người khác mà. Cái người đó người ta pha cái gì chúng ta đâu biết. Rồi chúng ta lại ngụy biện cho cái việc cái sai của mình là không nên. Còn ý tưởng mình được nhiều người bắt chước thì mình rất mừng, rất vui vì điều đó. Dạ. Bây giờ Nguyên sẽ làm một cái tô phở nha. Tô phở cho mình ăn thử. Cái máy làm phở của chị á, dạ. Có ai đã từng đặt mua chưa, hỏi mua cái công nghệ của chị không? Có, mình bán cũng khá nhiều mà mình bán qua Đức rồi mình bán qua, tại vì máy mình đặt tiêu chuẩn xe châu Âu á, đó. Thực ra là mình tức cười lắm, đầu mất phở có một cái tập rất là kỳ cục. Tại vì á, mình thấy rằng là mình khuyên khách là suy nghĩ kỹ trước khi mua. Việc đầu tiên là làm đúng là nó rất là tốt nhưng mà mình sẽ rất là cực. Mình liệu mình có gánh nổi được cái chi phí đó hay không? Bột dĩ nhiên là công ty mình là hỗ trợ cho những người có dám làm á, hỗ trợ trọn đời. Cái bột phở mình bán giá vốn luôn nhưng mà phải cân nhắc, tại vì á cái chi phí nhân công bên đó rất là lớn thì cái chi phí đó nó bù lại được cái chi phí mình PR marketing, nên là phải cân nhắc. Và mình thêm một cái là mình sẽ vất vả trong cái việc mà quản lý đào tạo con người, tại nó không phải ai cũng có thể làm được một cái việc này, nó cũng phải đào tạo, nó hơi khó hơn một xíu, giống như có thợ làm bánh vậy đó. Cái này tại mình nấu sẵn nó ra hội chợ, cái này là cái phần tủy nè, cái phần tủy trong xương ống nó chưa có tan ra đó. Và nhiều người rất là sợ béo, nhìn cái nồi nước béo vô quý vị rất là sợ đúng không? Đó, nhưng mà chúng ta đừng có sợ. Cái mùi béo này, đây là một trong những bí quyết để nấu phở thơm ngon. Cái mùi béo nó chính là nó tạo thêm mùi hương và nó có nhiều lý do khác. Thí dụ như là nó giúp cho chúng ta hầm xương nó ngon hơn nè. Đó, cái xương mà nếu chúng ta dùng nhiệt lửa cao đùng 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 á, nó không thể ngon bằng mà chúng ta có một cái nắp vô hình, một cái nắp bằng dầu mỡ như thế này. Nó tăng cái nhiệt độ, nhưng mà nó tăng nhiệt độ âm ỉ của chính cái bên trong cái nước. Chứ nó không phải là cái nhiệt độ từ cái lửa đùng 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 thì nước lèo á, nó sẽ không có đẹp. Mà nếu mà chúng ta không đổ đủ nhiệt á thì nước lèo nó không ra hết, nó không thể nào mà ngọt được. Cái tủy này nè, trong cái xương ống nó ra nó rất là tốt cho sức khỏe, nó tăng cường sinh lực. Nhiều người rất là mê, những ai mà xanh ăn phở là người ta ăn cái tủy đó. Dạ. Có xương không chị? Dạ, cái xương không có ở đây. Mình ở đây ở hội chợ mà. Mình chỉ đem những cái xong rồi ra thôi. Chị đừng nói này, thịt gì rồi. Dạ, cái này là thịt nạm bình thường thôi.
Mình bán thì mình bán phở mình thích cái thịt nạm nhiều để cho cái nước lèo nó ngon hơn. Chứ nếu mình bán tái xong thì mình khỏe lắm. Mình khỏe nhưng mà cái đồ nước lèo mình nó không được 10 điểm. Nó cái mùi thơm của nó. Cái mùi thơm là phải từ xương nè, từ thịt nè, rồi từ các những cái bí quyết. Ví dụ như cái túi thơm phở như thế này. Bên xong nó có túi thơm phở mình nó lặn dưới đây rồi nè. Đây. Đây. Cái nồi nước lèo nó trong nhưng mà nó phải có cái mùi thơm, nó có cái màu nè, cái màu nâu của cánh gián. Sao là lấy ra được cái túi thơm. Đây là cái túi thơm phở. Là dân trong nghề người ta gọi là quả bơm. À, người ta gọi khéo đi á. Đó là hoa hồ thảo quả. Đặc biệt của những cái hoa hồ thảo quả này á là bà bán phở đi trực tiếp trên rừng núi. Mua tận trên rừng trên núi của bà con ở vùng cao luôn. Đó là đi lặn lội của mua của người Hồ Mông, mua của người Nùng, của người Tày, người Dao. Cho nên là nó chưa có bị chiết xuất tinh dầu. Nó khác hẳn hoàn toàn với lại là những cái ngoài thị trường bán. Mình mua tại gốc cây mà nó mắc hơn. Mua tại gốc cây trong rừng mà nó mắc hơn là mua ở sỉ. Đó là cái điều vi diệu. Mà cái hoa hồ này nè, đặc biệt cái chúng ta lưu ý, cái tinh dầu hoa hồ này nó cực kỳ tốt về sức khỏe. Bất cứ một viên thuốc trị cảm nào cũng đều phải có cái tinh dầu hoa hồ này. Và trong giữa lúc đại dịch này, cái tinh dầu hoa hồ là vi diệu không thể tưởng tượng. Bản thân bà bán phở và gia đình không hề sợ Covid. Bởi vì mình xông lá hơi rồi mình có cái tinh dầu hoa hồ mình xông kèm vô. Nó diệt khuẩn không thể tưởng tượng, không có sợ Covid. Đó, mình không sợ là mình nhờ mình có thuốc. Mình cái thuốc tự nhiên chứ không phải là mình không sợ vì là mình nghĩ nó không nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm. Dạ. Dạ. Bây giờ múc ra cái tô. Đây là cái bánh phở màu gốc này ha. Mình thường mình bán có trắng có gốc, có một màu như vậy để cho nó mới nổi bật lên. Rồi. Khi mà bán phở mình lại thích là đầy đủ luôn, tái nạm gầu gông viên sụn sắc luôn. Nhưng mà cái mình thích nhất là nạm. Cái nạm nó ăn với lại cái phở, nạm với gầu. Gầu nó hạp gì sao luôn á. Nó rất là hạp. Đây, nếu mà mình không thích ăn béo á thì mình có thể là mình cho lửa nó cao lên chút nó bùng lên. Khách không thích ăn béo đâu. Đó, mình múc đừng có béo. Một cái ván béo cho nó nóng thôi. Chứ còn là đa số bây giờ người ta không thích ăn béo. Chúng ta nấu trong gia đình ăn cũng vậy. Chúng ta không ăn béo thì chúng ta cứ để béo. Nhưng mà chúng ta không ăn thôi. Nó tốt và sức khỏe lắm. Nhắc lại sao? Quán của chị địa chỉ gì? Dạ, phở Hai Thiền ở 14 Bùi Viện. Dạ, được, có rồi. Dạ, đây. Dạ, cái phần mà trộn này nè. Đúng của cái hành trộn này á. Nó phải có hành tây, hành tím nữa, nhưng mà cái này là mới chỉ có ngò gai và cái hành lá mà thôi. Còn mình thích cái đầu hành á, nó chỉ xíu ra cái kiểu phở Bắc á, là mình cực kỳ thích. Đó, cái này là trong đây nó có xá sùng nha. Trong cái phở này nó có xá sùng. Đây, cái túi này là túi xá sùng này. Mình hạn chế dùng bột ngọt. Đó, mình hạn chế dùng bột ngọt để mình dùng cái xá sùng. Cái xá sùng thay cho bột ngọt. Cái túi vải đâu ta? Chị làm phở cho người Nhật đó, với lại dạ. Người Việt nó có cái gì khác nhau không? Dạ không, dạ, giống nhau thôi ạ. Mình không phân biệt đối với khách hàng á, thì mình không phân biệt, tại vì á nói cho cùng á thì ai cũng cần ăn là ngon và tốt cho sức khỏe. Một món ăn á, thực ra thì tất cả chính phủ quy định á. Một món ăn là tầng người ta đều quy định ở mức an toàn thôi. Ở mức an toàn. Nhưng mà đối với bà bán phở thì một món ăn á, nó phải ngon. Đầu tiên là phải ngon. Ngon và hơn cả an toàn. Nó phải tốt hơn sức khỏe. Tại vì nhà bếp chính là nhà thuốc. Nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta kỹ lưỡng trong ăn uống thì chúng ta không có tốn tiền cho bệnh tật. Mà chúng ta có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Bởi vì chúng ta không thể hạnh phúc, tươi vui khi mà sức khỏe chúng ta nó mệt mỏi. Dạ, cho nên là món ăn cực kỳ quan trọng. À, đây là cái gia vị nấu phở thì để tốt và sức khỏe hơn, và thì chúng ta dùng cái xá sùng. Đây là cái xá sùng,
và những cái hoa hồi thảo quả đinh hương này, những cái này là bà bán phở đi tận trên rừng núi cao mang về để mang lại cái tô phở nó không những ngon mà nó phải tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những cái túi thơm phở đã đang tặng như thế này thì mình đi khắp nơi trên thế giới đều mang được cái hương vị chuẩn Việt đến cho thực khách trên toàn thế giới. Ăn ở nước nào nó cũng hương vị nó cũng chín mùi, với lại ở ngay tại cái nơi sinh ra phở là Việt Nam của chúng ta. Bà bán phở chân thành cảm ơn quý khán giả, quý vị đã đồng hành, đã xem, theo dõi. Xin cảm ơn. Yeah. Anh chị này đến cái ngày hội phở thì mình đến đây lâu chưa? Dạ em mới tới sáng. Mình là Khánh, là đối tác phân phối của nhãn hàng IC Cook, là cũng là đơn vị tài trợ cho cái ngày phở hôm nay. Thì mình được cái vé mời thì mình tới đây mình thấy á, thứ nhất á là mình bán phở gói, nhưng mà mình thấy ngỡ ngàng, mình tới mấy gian hàng phở mình thấy phở đúng là đa dạng thiệt. Thì mình tính từ sớm, mình rất vui vì tính được cái buổi ngày hôm nay. Có rất là nhiều cái gian hàng phở, là sao anh lại chọn cái gian hàng ở đây để dùng cái Hai Thiền này? Thì ra mình biết từ lâu rồi, mình rất thích cái phở Hai Thiền. Trước là nằm ở Bùi Viện, mà từ hồi cô chủ cô ngưng bán tới giờ là không biết coi kiếm cô ở đâu, thì khi đi ngang đây thấy phở Hai Thiền mừng quá, khi vào ăn cho nhớ hương vị mà. Có nhiều người á thì họ so đo giá trị của tô phở á, nhưng mà lại bỏ ra rất là nhiều tiền để ăn những cái món tây đó, thì họ nói là phở đây mắc quá, họ không muốn ăn, thì sau khi họ lại bỏ rất là nhiều tiền để họ ăn những cái món tây, thì em nghĩ sao về cái vấn đề này? Thực ra sẽ có hai yếu tố quyết định. Thứ nhất á, là về cái mong muốn khẩu tô vị người khác. Có nhiều người thích phở, nhiều người không thích phở, không chắc ra được. Còn một số bộ phận khác á, họ xính ngoại, thì thực ra cái tô phở là nó là gọi là quốc vị, là cái món ăn của quốc gia mình rồi. Thì để so sánh tô phở với món khác á, thì mình nghĩ là không nên. Tại vì phở thì đâu đó thì nó mang hương vị Việt Nam mình nhiều. Thì đừng so sánh như vậy là không nên. Thực ra cái nghề phở mình biết á, là mình có từ năm 2017, bây giờ là 2021 thì cũng bị chia là 5 năm rồi. Thì mình nghĩ là nghề phở là cái nghề là nên trân trọng và nên phát huy hơn nữa. Tại vì phở vô hình chung nó sẽ mang cái văn hóa, mang cái ẩm thực, hương vị Việt Nam mình tới thế giới. Rồi cảm ơn anh. Thank you.
cảm giác mà ăn phở ở tiệm với lại ăn phở trong cái ngày hội hôm nay á, là cảm giác như thế nào vậy anh? Ấy giờ nó ăn trong tiệm thì nó đàng hoàng hơn, còn giờ mình ngồi đây mình ăn thì thấy nó không khí nó mát hơn. Dạ. Thì anh đến đây lâu chưa? Mới đến. Mới đến. Dạ. Cái vị phở đây thì nó hơi bị lạc so với ăn ở kia. Dạ. Qua. Dạ. Wow. Ở khu vực này thì có một số quán phở như là phở Hoa Hội Vàng, phở Xưa Nam Định, phở Đức Sài Gòn, rồi phở 34 Cao Thắng, phở Phú Gia, và bên kia là khu vực mà bán sách phở, bán sách nói về món phở. Thưa, đó là một vài hình ảnh trong ngày của phở, ngày 12 tháng 12 năm 2021 do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Tôi là Minh Nhân, cộng tác viên phố Bosa TV. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã xem, xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.